Cô không thể chê bưu điện gì. Tất cả bệnh nhân vào khám ở đấy thì toàn khuyên, tin tưởng tuyệt đối. Trở thấy bác sĩ nói là thôi để tôi giúp, mà cô đã coi như là khỏi, không có gì trong người rồi. Bà Đông Thị Huệ, 62 tuổi, Đan Phượng, Hà Nội, vừa thực hiện nội soi can thiệp cắt bỏ u dưới niêm mạc dạ dày bằng phương pháp ESD, một kỹ thuật mới được đánh giá là hiện đại nhất thế giới tại Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Theo thạc sĩ bác sĩ nội trú Lưu Tuấn Thành, trưởng khoa tiêu hóa hệ thống y tế Medlatech, bà Huệ đến Medlatech khám sức khỏe định kỳ bởi 6 năm trước bà phát hiện có khối u lành tính, kích thước nhỏ, cần được theo dõi. Trước đó, bà Huệ được phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng nội soi ngày 28 tháng 9 năm 2024. Kết quả, ngay sát tâm vị có một khối lồi kích thước xấp xỉ 2cm, mật độ chắc, di động, theo dõi u dưới niêm mạc. Bà được chỉ định siêu âm nội soi đánh giá tổn thương. Tại hệ thống y tế Medlatech, bà Huệ được siêu âm nội soi đánh giá tổn thương nằm lớp dưới niêm mạc. Và ngày 12 tháng 10 vừa qua, bà Huệ được thực hiện cắt bỏ khối u qua nội soi bằng phương pháp ESD. Với những ung thư mà ở giai đoạn sớm và xác định được cái ranh giới nó, thì cái điều trị ESD là một trong biện pháp điều trị triệt để và có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Thậm chí nó là ung thư đi chăng nữa, khi đã phẫu thuật ESD, làm ESD cắt bỏ triệt để cái khối u rồi, thì bệnh nhân không đòi hỏi phải điều trị hóa chất sau đó. Ekip thực hiện thủ thuật khó này bao gồm phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, thạc sĩ bác sĩ nội trú Nguyễn Thế Phương, cố vấn chuyên môn, chuyên gia tiêu hóa hệ thống y tế Medlatech, thạc sĩ bác sĩ nội trú Lưu Tuấn Thành, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Lan, thạc sĩ bác sĩ Bùi Văn Long là các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm đã từng thực hiện nhiều ca ESD cứu sống được các bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa sớm. Với cả cái kỹ thuật này thì chúng tôi khuyến cáo là bệnh nhân nên được vào theo dõi điều trị nội trú. Sau khi mà mình làm thủ thuật thì bệnh nhân sẽ theo dõi ở tại viện từ khoảng 2 cho đến 3 ngày. Mình đề phòng những cái biến cố có thể gặp của thủ thuật và sau đó bệnh nhân có thể ra viện và trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường. Được đánh giá là một ca phức tạp khi vị trí khối u ngay sát tâm vị, khó quan sát và can thiệp. Tổn thương nằm ngay sát trên lớp cơ nên thời gian thực hiện thủ thuật cho bà Huệ mất khoảng 1 giờ 30 phút. Các ca thông thường chỉ từ 30 phút thực hiện. Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ESD thành công. Bệnh nhân hồi phục 24 giờ sau đó. Cô không thể chê bưu điện gì. Tất cả bệnh nhân vào khám ở đấy thì toàn khuyên, tin tưởng tuyệt đối. Trở thấy bác sĩ nói là thôi để tôi giúp, mà cô đã coi như là khỏi, không có gì trong người rồi. Thế cơ. Từ hôm giờ coi người như cất một gánh nặng luôn ý. Phấn khởi lắm, chả thấy không kia vào. Thế bác sĩ hỏi là cô có sợ không? Đông như vậy là không, cô chẳng sợ cái gì cả. Cô tin tưởng tuyệt đối bác sĩ Hồng nên cô không sợ một cái gì cả. Thế nên là cô vào cô tự tin lắm, nên là cô cảm thấy là nhìn thấy bác sĩ Hồng coi là mình đã khỏi rồi. Cô thấy rất là phấn khởi bởi vì là đội ngũ của mình rất là tuyệt vời. Nên là cô thấy tự tin và phấn khởi lắm. Coi là cô đã, lúc bấy giờ vào phòng mà coi là cô đã khỏi rồi. Thế nên là không vấn đề gì cả. Tại hệ thống Medlatech thì chúng tôi sử dụng có hệ thống siêu nội soi để đánh giá được bản chất của khối u và đánh giá khối u này ở lớp dưới niêm mạc chứ chưa thâm lên đến lớp cơ. Và chúng tôi cũng đang áp dụng phương pháp ESD để loại bỏ tổn thương, tránh cho bệnh nhân một cuộc phẫu thuật. Các bệnh chúng tôi đánh giá tương đối là khó. Thứ nhất là đây là một khối u ở lớp dưới niêm mạc, thế nên là việc đánh giá bản chất cũng như vị trí khối u trước khi can thiệp là rất là khó. Thứ hai là vị trí khối u là ở vị trí vùng tâm vị, đây sát với thực quản, đây là một vị trí rất là khó trong việc can thiệp để loại bỏ tổn thương. ESD được giới chuyên môn đánh giá là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Hệ thống y tế Medlatech là một trong số ít đơn vị y tế tại Việt Nam thực hiện được kỹ thuật ESD. Quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, kết hợp với hệ thống máy Olympus hiện đại, các máy nội soi có giải tần ánh sáng hẹp MBI, hình ảnh nội soi MBI có độ phân giải và độ tương phản cao, nên dễ dàng phát hiện, sàng lọc và chẩn đoán ung thư tiêu hóa ở giai đoạn sớm. Medlatech với sự đầu tư về chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình nhanh gọn là địa chỉ tầm soát, khám và điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa nhanh chóng, hiệu quả, tin cậy.